Chúng ta sẽ đến với biến cuối cùng trong video này, đó là biến Maxland Attack, cuộc tấn công cực đại. Tức là lúc này thì không phải mất thời gian là B4 rồi C3 rồi là hai nước này thì bên trắng ngay lập tức chơi D4. Có thể nước này có thể làm đen giật mình. Thì trong ở cái nước này khi mình chơi các ván đấu ấy, thì mình chơi quân đen, khi trắng chơi nước này thì mình thông thường mình lấy tượng để ăn lên. Khi đó thì trắng lấy mã ăn tượng, mình lấy mã ăn lên, trắng nhập thành, mình lên mã ở F6 và trắng đẩy tốt lên, à xin lỗi, trắng lên tượng ở G5 trước, mình nhập thành và trắng đẩy tốt lên F4. Sau khi trắng ăn tốt F4, ở đây thì mình đẩy tốt lên D6, trắng ăn, đen ăn lên, thì chúng ta thấy là bên 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 trắng sẽ tấn công vào ô F6 và phá cấu trúc tốt cánh vua. Đấy, thông thường là như vậy. Thì trong ván đấu này chúng ta xét biến chính của Max Land Attack. Thì lúc này không phải là lấy đen lấy tượng ăn tốt, mà biến chính của nó là gì? Đó là đen lấy tốt để bắt tốt của trắng. Ở đây, trong trường hợp mà chúng ta chơi quân đen, chúng ta lấy tượng để ăn tốt, mà bên đen lên tượng ở G5 thì sao? Ở đây thì, bên trắng lên tượng G5 thì bên đen có hai sự chọn. Một là đen sẽ lên mã, và thứ hai đó là đen sẽ đẩy tốt lên F6. Khi đen đẩy tốt F6 thì trắng có thể lấy mã để ăn tượng. Đen lấy mã ăn về, trắng về tượng đuổi mã, và đen về mã ở E6. Thì lúc này bên đen đã để hở ra cái đường tấn công, đó là từ D1 đến H5 cho trắng, cho hậu của trắng. Thì đó là một số cái tình huống có thể xảy ra, ví dụ như vậy. Còn đâu biến chính, chúng ta sẽ đi vào phân tích biến chính, đó là đen lấy tốt E5 để ăn D4. Đến đây thì nước tốt cho trắng là gì? Đó là trắng sẽ nhập thành, và đen chơi mã F6. Cũng đen cũng muốn nhanh chóng để nhập thành. Ở trong trường này thì chúng ta chơi con đen, chúng ta không nên chơi tốt D6. Vì sao? Vì lúc đó trắng sẽ đẩy tốt lên C3, đen ăn và trắng lấy mã ăn lên. Thì chúng ta thấy là đen có một cái, xin lỗi, trắng có một cái sự phát triển rất là nhanh ở trung tâm. Chúng ta thấy là bên trắng đã phát triển được 3 quân nhập thành, còn bên đen thì vẫn mới phát triển được 2 quân và chưa nhập thành. Thì ở đây bên trắng có một cái lợi thế về sự phát triển quân mạnh hơn bên đen rất là nhiều. Vậy chúng ta chơi quân đen, chúng ta sẽ tránh chơi nước tốt D6, mà thay vào đó chúng ta nên chơi mã F6. Đến đây thì đến trắng, nếu trắng chơi tốt E5 thì nước hay cho đen là gì? Đó là đen sẽ đẩy tốt lên D5. Cái nước này mình chơi rất nhiều vì bên trắng hay đẩy tốt xuống E5 mà. Thì nước hay phải là tốt từ D7 lên D5. Và những cái ván này thông thường mình thắng rất là nhiều. Còn đâu nếu mà chúng ta không đẩy tốt từ D7 đến D5 mà chúng ta chơi mã G4 chẳng hạn, thì đây là một nước không hay. Vì lúc này bên trắng có thể lấy tượng để ăn vào tốt F7 chiếu. Đen lấy vua ăn lên, trắng lên mã G5 chiếu. Chúng ta giả sử vua về ô G8 thì trắng sẽ lấy hậu để ăn mã. Lúc này giả sử đen lấy mã để ăn tốt của trắng đuổi hậu thì trắng sẽ vào hậu E4 đuổi mã. Bên đen giả sử đẩy tốt lên để giữ mã thì trắng sẽ chiếu. Đen ra vua, trắng sẽ đẩy tốt lên F4 và cũng dọa nước chiếu hết vào ô F7. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta là chơi quân đen, chúng ta sẽ không lên mã ở G4 mà chúng ta phải chơi nước tốt từ D7 lên D5. Lúc này giả sử bên trắng ăn mã thì chúng ta sẽ ăn tượng, bên đen sẽ ăn tượng. Đến đây thì trắng sẽ ra xe E1 để chiếu. Đây là một nước hay cho trắng. Thì lúc này đen sẽ phòng thủ thế nào? Đen sẽ lên tượng E6 để chặn lại. Và ở đây thì trắng cũng chơi một nước rất hay, đó là trắng lên mã G5 tấn công tượng.
Và để phòng thủ chôn tượng thì đen lại chơi một nước rất hay, đó là hậu lên D5. Tại sao lại không lấy hậu để ăn tốt ở F6? Thì ở đây nếu chúng ta chơi quân đen, chúng ta lấy hậu ăn tốt ở F6 thì lúc này bên trắng sẽ lấy mã để ăn tượng. Ở đây thì bên đen sẽ lấy tốt ăn lên. Trắng sẽ hậu chơi hậu H5 chiếu. Thông thường thì bên đen sẽ đẩy tốt lên đuổi hậu. Và trắng sẽ lấy hậu để ăn tượng ở C5. Thì chúng ta thấy là bên đen đã bị thiệt mất quân tượng. Thì đó chính là lý do mà chúng ta chơi quân đen, chúng ta sẽ không lấy hậu để ăn tốt. Còn trong trường hợp nếu đen nhập thành thì sao? Nước nhập thành này của đen thì cũng để vua một trường hợp nguy hiểm không kém. Đó là sau đó bên trắng sẽ lấy tốt để ăn tốt G7 của đen. Giả sử đen lấy vua ăn lên thì trắng có thể lên hậu H5 đe dọa tấn công vào ô H7. Giả sử đen đẩy tốt lên, trắng sẽ lấy mã để ăn tượng. Tốt ăn lên thì tượng sẽ ăn vào tốt chiếu. Đây, vua đen ví dụ như là xuống chẳng hạn thì trắng chiếu chiếu hết. Còn đâu nếu đen lên ô này chẳng hạn thì cũng nguy hiểm không kém vì trắng sẽ chiếu bằng tượng và sẽ bắt hậu. Cho nên là trong tình huống này chúng ta sẽ không lấy vua ăn lên. Nhưng mà giả sử bên đen chạy xe thì sao? Chạy xe cũng vẫn rất dễ hết cờ. Ở đây thì trắng sẽ lấy xe để bắt tượng của đen. Chúng ta giả sử đen lấy tốt ăn lên thì trắng sẽ chơi hậu H5 đe dọa tấn công của hai ô, một là F7 và hai là H7, đều là những nước chiếu hết. Giả sử đen đẩy tốt lên H7, từ H7 đến H6 thì đây nước chiếu hết, chúng ta dễ thấy. Còn đen giả sử lấy vua ăn lên thì trắng sẽ vẫn chiếu vào ô F7. Đen về về vua hoặc là lên vua. Lên đây cũng thế. Thì trắng đều lấy tượng ăn vào tốt H7 và chiếu hết. Đấy, như bạn thấy, còn đâu nếu đen lấy xe để ăn xe của trắng thì trường hợp này trắng lấy mã ăn xe tốt ăn lên thì có thể đen sẽ tránh được nước chiếu hết. Tuy nhiên thì chúng ta thấy vị trí của vua đen rất là nguy hiểm. Bên trắng có thể chơi hậu G4 chẳng hạn, sau đó phát triển tượng lên G5, lên mã ở D2 và ra xe kiểu kiểu như vậy. Thì chúng ta thấy là nhập thành sẽ không phải là nước hay cho bên đen. Đây, vị trí này đen sẽ không nhập thành, mà thay vào đó đen sẽ chơi nước hậu D5. Đây là nước hay nhất của đen rồi. Lúc này đến trắng thì trắng có thể đẩy tốt lên C3. Nếu đen lấy tốt ăn thì rõ ràng là đen mất hậu luôn, vì hậu trắng sẽ ăn hậu đen. Ở vị trí này thì đen sẽ chơi hậu ra F5. Trắng sẽ lùi mã về E4 tấn công tượng, chuẩn bị cho nước tốt từ G2 lên G4 đuổi hậu. Ở đây trắng nước tốt cho đen, đó đen sẽ nhập thành xa. Còn nếu đen ăn tốt thì sao? Thì trắng sẽ đẩy tốt đuổi hậu. Lúc này hậu đen sẽ vào ô E5, trắng tiếp tục đẩy tốt lên. Hậu đen đến đen, đen đẩy tốt xuống chiếu. Lúc này thì trắng vào vua ở F1. Đen lùi hậu ra D5. Trắng lấy mã ăn tượng, đen lấy hậu ăn sang và trắng lên tượng đuổi hậu. Thì vị trí này được đánh giá là một vị trí tốt cho trắng. Khi đen chạy hậu thì các nước sau trắng có thể đẩy tốt xuống để đuổi tượng và chạy quân tượng có thể chiếu rút được. Kiểu kiểu như vậy. Thì đây chính là gọi là gì nhỉ? Một cái phương án tấn công, đó là Max Planck Attack, cuộc tấn công cực đại bắt đầu bằng nước
D4. Đấy thì trong video này chúng ta đã vừa được tìm hiểu xong về ba cái biến của khai cuộc Italy, ba cái biến rất là quan trọng và hay. Thì từ những cái biến này các bạn có thể áp dụng ngay vào những ván đấu của mình để giành lợi thế và chiến thắng. Cuối cùng thì các bạn hãy like và đăng ký kênh Tiny Check. Các video hay tiếp theo về các khai cuộc khác mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn ở trang này. Cuối cùng hẹn gặp lại các bạn.